khi các bác sĩ phẫu thuật điều trị ung thư, họ thường bỏ đi nhiều tế bào đến nỗi tạo ra sẹo lõm nghiêm trọng. Và nếu phẫu thuật trên khuôn mặt, điều đó sẽ ảnh hưởng đến diện mạo của bệnh nhân. Chuyên gia của chúng tôi sẽ trình bày chuyện một bác sĩ đã phát triển một phương pháp phục hồi lại những gì đã bị cắt bỏ do ung thư. Tôi chưa từng thấy chuyện nào như thế này. Khoa học tế bào gốc có thể giúp các bác sĩ phục hồi, tái tạo và giúp nối lại khớp xương. Giờ đây một bác sĩ trong nước còn dùng tế bào gốc trưởng thành để đắp lại các mô thần kinh và xương bị phá hủy do ung thư và phương pháp điều trị ung thư này được áp dụng cho một người được cho là không có khả năng phục hồi khuôn mặt. Hãy nhìn kỹ khuôn mặt của Horst Micklen bây giờ, bạn không thể biết mặt ông ấy từng có một vết lõm lớn ở bên phải. Tôi cảm thấy rất sốc. Tôi đã rất tức giận vì bác sĩ trước đây đã làm phẫu thuật. Dù đó là việc bác sĩ nên làm. Ông ấy bị ung thư tuyến nước bọt và buộc phải phẫu thuật cắt bỏ một phần hàm. Tôi cảm thấy rất đau ở khu vực hàm vì các dây thần kinh đều bị hở ở khu vực đó. Tôi đã cố tìm một bác sĩ chỉnh hình. Đa số các bác sĩ đều không muốn chạm vào tôi. Đó là trước khi ông ấy gặp bác sĩ thẩm mỹ, tiến sĩ Nathan Newman, người đi đầu trong phương pháp mới mang tên phương pháp tế bào gốc. Ông lấy mỡ từ người bệnh và thu thập một trong những tài nguyên quý giá nhất cơ thể là tế bào gốc trưởng thành sau đó ông cô đặt chúng trước khi tiêm vào cơ thể. Tế bào gốc chính là thứ tạo thành mạch máu mới, xây dựng lại cấu trúc và duy trì số lượng tế bào bằng cách thay thế những tế bào mỡ chết đi. Tế bào gốc trong mỡ không những có thể được dùng cho thẩm mỹ. Tiến sĩ Newman cho biết tế bào gốc rất thông minh, nó còn có thể làm mất đi vết sẹo do điều trị ung thư để lại và tái tạo cũng như sắp xếp lại các mô xung quanh. Chúng tôi lấy những tế bào mỡ đã được làm giàu tế bào gốc và đặt chúng ở cạnh xương. Thật ra tôi có thể làm xương mọc và giúp xương đó chắc hơn và to hơn. Tiến sĩ Newman cho biết không có nguy cơ đào thải vì bạn đang sử dụng chính mỡ và tế bào gốc của mình. Việc này mất khoảng 2 năm và 24 mũi tiêm. Hussell nói không ai biết ông ấy từng có một vết lõm trên hàm và các dây thần kinh cũng như các mô đã hồi phục. Anh ấy giúp tôi lấy lại khuôn mặt và lấy lại cả sự tự tin cũng như niềm hy vọng. Chi phí của phương pháp này tùy thuộc vào số lượng mũi tiêm mà bệnh nhân cần. Điều trị một khu vực có thể lên đến con số hàng ngàn. Tiến sĩ Newman cho biết hầu như ai cũng có thể được điều trị bằng phương pháp tế bào gốc. Và hạn chế duy nhất chính là phương pháp này phụ thuộc vào số lượng mỡ có trong người bệnh nhân. Ông ấy điều trị đủ thứ như là mắt hay khuôn mặt. Sau này tôi sẽ cho các bạn biết thêm. Khuôn mặt của bệnh nhân thật tuyệt vời. Đúng vậy, cảm ơn cô.